Nà bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ con lá đạt khoảng 30 đến 40 độ là được. Từ ta bắt ra nà bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra, đổ rượu cho đều, đổ thật đều, đủ ẩm thôi, có dùng thìa chuộng và đảo đều lên, đều nà lên. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài 30 phân, rộng 20 phân, hoặc bệnh nhân có thể là dùng một khăn sứ trẻ sơ sinh dài 20 phân, rộng 30 phân. Thầy thuốc hướng dẫn cách đắp thuốc vải xô trước, nà máu được sao, đổ rượu và trộn đều, rồi xúc cho tấm vải xô. Rồi dán mỏng nhé, dán mỏng đều tay, quấn vuông góc bốn cạnh, vuông góc bốn cạnh, mặt ngoài của lá bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông vừa kích thước của lá hoặc là một tấm giấy đặt mặt ngoài, rồi ngửa mặt lá lên. Đây là cách đắp thứ nhất của nhà thuốc. Còn cách gói lá thứ hai, ta dùng một khăn sứ trẻ sinh, lấy kéo cắt một đầu ra, cắt một đầu ra, rồi mở miệng túi ra, xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Cách 1 với 2 cũng y xì như vậy. Ta dàn mỏng lá ra, dàn mỏng lá ra, gắn ngửa mặt lá lên, mặt ngoài ta cùng là nót bằng tấm ni lông hoặc là một mảnh giấy đặt ở ngoài. Đây là hai cách gói lá nhà thuốc, bệnh nhân chọn cách 1 và cách 2 cũng được, rồi đắp vào vị trí bị bệnh. Trước nhà thuốc điều trị gãy xương của bệnh nhân, nhà thuốc xem lại kết quả trên phim chụp qua hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân với mâm chày khớp gối, cơ đại bệnh nhân bị gãy đầu trên xương chày, hình ảnh mâm chày và xương chày, đường gãy và vỡ nứt nằm nhiều mạch và còn di lệch khá là nhiều. Vì bệnh nhân muốn bình phục và mau đi lại được bình thường, nhà thuốc sẽ bỏ lá và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhân nhuyễn xương, tiên lượng khoảng 1 tháng đến 1 tháng 45 ngày là xương hoàn toàn, và sau một thời gian bệnh nhân phải đi lại cử động gấp co và duỗi được bình thường. Anh ngủ trên này được bao nhiêu ngày rồi? Được 20 ngày từ hôm thứ năm. Trên phim là thể hiện là xương là cao rất là kém nhé. Anh vô mà vừa mâm chày này là cái xương chày này. Vừa mâm chày. Mâm chày các cuối. Mâm chày. Anh đi đâu? Tai nạn là xe tránh cái vật già và chạy vọt qua đầu xe cái thì gì là anh em là vui rồi, phanh cái xe nó đổ, nó đè vào nghĩa là nó đè vào dưới rồi, xong nó vặn cái chân này chứ không phải cái này đập xuống đường. Sao này không sai luôn mà đi mổ gì? Và nó bảo thì bị cái thì ra viện thì ông mới bắt ấy luôn, thì thế mới thể bảo bây giờ được làm ấy nó cho nó như hiện tại là vết mổ của anh ở bên này đúng không? Là vết mổ này thì em đắp lá mấy bên này nhé. Trong quá trình điều trị của anh thì kiêng rượu bia cho em nhé. Đấy. Để đây em
quay thực tế những cái mẫu quay. Đây. Vết mổ là xe rồi nhé. Nhớ là về coi quá trình điều trị là kiêng rượu bia cho em nhé. Không lâu rồi. Kiêng trong quá trình điều trị. Đặc biệt là rượu bia thì chó đấy. Không có ăn uống gì đâu. Này vẫn rửa vết thương bình thường rồi nhé. Nhà bó thì em được làm như này rồi, một đơn giản thôi. Đi làm đúng không? Đi làm. Đắp anh ở dưới này nhé. Đây. Trong thì uống thuốc và đắp thuốc nhé. Thì trong 10 ngày đầu chúng ta sẽ đi lại nhé. 15 ngày trở ra tập nặng cho em, tập đi cho em nhé. Tầm hơn tháng mới khỏi thế này. 45-50 ngày. Nhà tuyệt đối trong quá trình đầu không được bia rượu thì chó. Có 3 tiền thôi. Chỉ có cái rượu bia thôi. Còn mẹ ăn uống thì mình không cần phải nhất thiết là phải càng lắm đâu. Quấn thì quấn lỏng thôi nhé, không quấn chặt. Nhà bó thì 5 ngày theo miếng nhé. Ngày đổ rượu ra đây 2 lần thôi. Nếu ai không ngủ thì 3 lần, ai ngủ rồi thì 2 lần thôi. Cái đổ rượu mình uống như ấy gì? Không, đổ rượu mà về cái lá thôi. À, rượu thuốc lá. Rượu trắng ấy. Này là nóng lòng, đừng chặt quá nhé. Vì đây là mùa hè rồi mà. Quá không tốt đâu, nó đi không máu mà. Rồi, quay xong rồi. Nghĩa là trong vòng 5-10 ngày đầu thì hạn chế đi làm. Trong vòng 10-15 ngày đầu thì anh có thể anh đi làm cho em bình thường nhé. Nhưng mà vết thương nó can, nó xe rồi thì anh tập gập gối nhẹ nhàng cho em. Quay xong rồi. Thì cái này thì mấy ngày vào thay là 5 ngày thay vào miếng thì tôi anh mang làm về thì đắp cho em nhé. Anh chào nhé. Hôm nay em ra kiểm tra cho anh và xin hình ảnh của anh một quá trình bị vướng thay phân mối ấy. Chú nói anh khỏi được mấy tháng chưa? Khỏi được 3 tháng. 3 tháng. Anh bó thuốc và uống thuốc 3 ngày như thế nào? 3 ngày, 3 ngày. Tất cả những mấy tháng rồi anh em? 2 tháng. Anh gặp dân nhà của ta nhé. Bạn ra cũng gặp ta. Anh hiện tại là cái mổ là xe hết hoàn toàn nhé. Nhà thích đại là khá hơn chân. Đi nhà bài vòng nhé. Đi ra khách hàng một tí nhé. Giờ anh đi quay vào đi ạ. Cái này là tốt rồi. Anh có 3 ngày đi lại được đúng không? 3 ngày. Nhà tôi được. Anh sáng ra anh đang đi lại cho em đi đạp, xe đạp này đi bộ rất tốt nhé. Hôm nay em ra xin lỗi hình ảnh của anh. Lần sau em ra xin lỗi hình ảnh quá trình bình thường. Và một năm sau em xin lỗi hình ảnh về quá trình sau mổ ấy. Chú Đinh, chào anh nhé. Anh nhà đi luôn khỏe nhé. Chào anh nhé. Hôm nay em ra xin lỗi hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh cũng đứng chạy xong rồi. Cái đặc biệt chân chạy, xong rồi còn đi. Rồi anh khỏi được mấy tháng chưa? Được 3 tháng. Anh nha, bình thường chưa? Anh gấp ra cái vào cho em. Gấp ra cái thẳng ra. Với anh vào. Tốt rồi.
Anh đi ạ, em mày mong mình đi nhé. Anh đi ra dài tí anh ạ. Anh đi ra dài tí anh ạ. Đi ra dài một tí. Được rồi anh ơi. Rồi anh đi ngoài đi thế đây ạ. Được rồi. Rồi anh ngồi luôn nhé. Ngồi xuống. Anh gấp mũi gấp bình thường này đi. Dạ anh gấp bình thường. Vết mổ này anh vui ngay cho em nhé. Anh gửi cho nó tín vết thương lên. Liền là sẹo hoàn toàn lên. Anh gấp dao lúc rồi cho em. Anh khoanh chân bình thường chưa? Anh thì chưa khoanh được hẳn. Khoanh thì... Anh thì khoanh chân chưa? Khoanh chân. Khoanh thì chưa được. À. Nhưng là gần gặp được vào. Ừ, tốt rồi. Anh bù trí thời gian anh đi quyết định cho em nhé. Anh mổ này khoảng 3 tháng rồi. Anh bỏ ra bao nhiêu ngày anh đi lại được? Có một tháng. Anh bù trí thời gian này dự định sớm cho em nhé. Mai em sang lấy ngành của anh. Lần sau em sang nước ngành của anh sau mổ thật quyết định nhé. Và sau mổ thật tháo đinh nhé. Cảm ơn anh cho em quyết định nhé. Chúc anh sống sớm nhé. Chào nhé. Hôm nay em ra xin nhảy của anh vào đợt 3. Quá trình anh vừa ôm thành vừa kết hợp hành trình chạy. Từ đó anh xin lại vào khoảng 1 tháng nhé. Anh gặp ra gặp vào đi làm bình thường nhé. Đi lại bình thường. Anh đối thẳng chân. Gặp vào. Gặp ra. Gặp vào. Gặp ra. Và anh cho ăn một người nhé. Cho mình nhé. Và anh ngồi này nhé. Anh đi xe máy bình thường này đi. Anh em một chút thời gian này nha, tính em nhé. Cảm ơn các bạn. Ngày trước mà anh vào có bao nhiêu ngày thì anh đi làm được và anh bỏ làm gì nhé? 30 ngày. Anh đi xe máy bình thường đúng không? Ờ, đi xe máy bình thường. Đi xe đạp được chưa? Đi xe đạp được rồi. Đạp hết vòng, đạp hết vòng xe đạp rồi. Đạp hết vòng. Nhà tôi rồi. Và sau anh em lên đây xin hình ảnh của anh bán hướng ấy. Cũng bị nhanh này, bạn đi bình thường rồi. Mức độ này anh thì chuyển ở tốt rồi. Hôm nay em ra em xin hình ảnh của anh nhé. Anh muốn thời gian anh quyết định của em. Được là đang hoàn toàn rồi. Anh cứ thẳng chân này. Gặp vào. Gặp ra. Gặp vào. Anh khoai chân được chưa? Gặp chân. Anh ngủ được mấy tháng nhỉ? Mổ tháo đinh ấy. Mổ tháo đinh được 4 tháng là 4 tháng. Vết mổ liền rồi đúng không? Ừ. Anh gặp ra gặp vào cho em đi. Anh mổ viện nào? Mổ 103. Vâng, tháo đinh được tất cả lúc tháo từ ngày tháo đinh ra đến nay được mấy tháng nhỉ? Được 5 tháng. 5 tháng.
anh đi ra một hai vòng đằng kia nhé. Độ này đi lại bình thường nhỉ. Anh đi em một vòng nữa. Sau khi anh mổ vậy thì bao nhiêu ngày thì anh phanh chân này trở lại như bình thường? Mổ sau khoảng độ 1 tháng. Vậy anh làm việc bình thường chưa? Làm việc. Chảy răng cả giờ có đau nhức ở vị trí không? Giờ thì không đau. Bây giờ này là tốt rồi. Mai em ra xin lại ngày của anh và hoàn thiện một ca phẫu thuật. Chạy không muốn thân hợp với chúng chạy trong một phần tinh quay phim mới làm gì thế này? Anh tinh tháo tinh 5 tháng ngay rồi. Từ ngày anh bó nám anh mổ cái tinh được tất cả được. Tinh 2 tháng rồi. 2 tháng tinh.